Xin chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thanh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật lễ lá. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ này Tấn Đạt xin gửi đến tất cả quý vị hai Thánh Vịnh 21, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Lâm và một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh, Sao Chúa Bỏ Con. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Ôi lạy Chúa, ôi lạy Chúa, sao Chúa nỡ bỏ con, sao Chúa nỡ bỏ con. Biết bao người thấy con đều mỉa mai, họ bĩu môi lắc đầu. Người trông cậy Chúa của người hay xin Ngài cứu vớt người, thực thì tâm lòng từ bi. Ôi lạy Chúa, sao Chúa nỡ bỏ con, sao Chúa nỡ bỏ con. Khắp từ bề lũ ân khuyên bùa vây, bọn côn đồ súng lại, chúng gieo hò trôi chân tay lấy đình nhọn đống thâu qua, đốt xương ngăn dài lòi ra. Ôi lạy Chúa, sao Chúa nỡ bỏ con, sao Chúa nỡ bỏ con. Tâm y phục chung chia phần đều nhau, còn rút thăm áo dài, cúi xin Ngài xót thương con chôn người cùng chớ xa con. Ngài ơi đừng phù trợ con. Ôi lạy Chúa, sao Chúa nỡ bỏ con, sao Chúa nỡ bỏ con. Uy danh Ngài khắp gian trần ngợi khen, rạng rỡ danh thánh Ngài, xin loan truyền giữa anh em khắp cả nhà Israel, phục tôn oai quyền của Chúa. Ôi lạy Chúa, sao Chúa nỡ bỏ con, sao Chúa nỡ bỏ
lạy Chúa, sao Ngài bỏ con một mình khi quân thù vây tứ phía? Lạy Chúa, sao Ngài bỏ con một mình? Sao Ngài bỏ con một mình? Ngài ơi, bao đàn khuyến ưng bùa vây, lũ gian manh bao bọc mọi phía, từng đốt xương trên thân giá rời vì chúng đâm chân tay. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật lễ lá Thánh Vịnh 21. Tấn Đạt xin cảm ơn tất cả quý vị và xin Chúa luôn đồng hành với tất cả quý vị.